Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, sỏi mật đang là một bệnh lý có xu hướng tăng nhanh do thói quen sinh hoạt và việc ăn uống. Vậy thì có những cách nào để chúng ta có thể sớm nhận biết được sỏi mật cũng như sỏi mật sẽ mang đến những biến chứng gì và làm sao để điều trị hiệu quả? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với chương trình Bác sĩ gia đình ngày hôm nay và chúng ta lắng nghe phần chia sẻ đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Đăng Sơn, hiện đang công tác tại khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Ngọc Nhi, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Trước hết thì Ngọc Nhi xin mời bác sĩ cùng với tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi một đoạn tiểu phẩm tình huống để hiểu rõ hơn về chủ đề ngày hôm nay nhé. Ba mẹ con nó đi ra khỏi nhà một cái không khí cái nhà nó yên tĩnh gì đâu. Ba, ba. Cái gì vậy? Ba. Ủa con? Dạ. Con mới đưa hai đứa con của con đi học rồi, con nói con đi chợ nữa mà. Thì đó lúc mà con đưa hai đứa con đi học xong đó à. Ở trước cổng trường có cái chị bán rau ngon quá à. Tấp vô mua luôn. Hèn chi nhanh quá trời. Rau xanh ngon dữ lắm. Chà, cái rau đó luộc một cây chấm kho quẹt là hết sảy nha con. Dạ không, chấm chao. Ừ thôi ăn chao cũng được, nó thanh đạm. Sau này gia đình mình đó là sẽ ưu tiên những cái món hấp, những cái món luộc. Mình sẽ hạn chế ăn những cái món đồ ăn mà chiên xào. Tuần thì mình chỉ ăn một lần thôi. Mình ăn nhạt bớt cho nó tốt cho sức khỏe nha ba. Sao tự nhiên bữa nay con đổ thực đơn cái đột ngột vậy? Tại vì cái cách đó là cái cách mà để cho gia đình chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình mà ba. Ăn kiểu đó là hai đứa cháu ngoại của ba sao mà nó chịu được, chịu đâu nổi. Bà ơi, con đã nghiên cứu rồi đó ba. Nhưng ba biết làm sao không? Sao? Chồng của bạn con ta nói là mới phát hiện ra là bị sỏi mật. Cái hôm bữa đau bụng dữ dội, vô tới bệnh viện là người ta nói là bây giờ cái sỏi mật đó là nó biến chứng qua là coi như là bị nhiễm trùng máu vậy luôn. Bệnh sỏi mật. Đó, cho nên là con mới nói là nhà mình cứ tập ăn uống cho nó thanh đạm. Mình ăn kỹ càng, ăn kiêng rồi nhưng mà ở mức độ vừa phải thôi. Rồi, được rồi. Bây giờ con nói nhiều khi ba không có tin đâu. Bây giờ con sẽ mời ba nghe bác sĩ tư vấn về cái chế độ ăn uống như thế nào cho nó lành mạnh, không có dễ bị bệnh được không ba? Mời ba. Thưa bác sĩ, chúng ta thấy là sỏi mật thì ngày càng trở nên phổ biến. Vậy thì sỏi mật là một bệnh lý như thế nào? Nguyên nhân nào mà chúng ta mắc sỏi mật ạ? Cái túi mật của mình là một cơ quan mà chúng ta hình dung là trên cái đường của cái mật nó đổ từ gan, đổ vào ruột để mà góp phần làm cái tiêu hóa cái thức ăn. Nếu như mà cái lượng mật đó tiết ra nhiều mà không kịp đổ xuống ruột, nó sẽ tích lũy lại ở bên trong túi mật. Thì sỏi túi mật nó hình thành, nó có thể là do rối loạn cái tình trạng co bóp đó, hoặc là nó mất cân bằng các cái thành phần ở bên trong dịch của mật. Dịch mật mình thì nó có nhiều thành phần, người ta nói đến ba thành phần lớn chủ yếu đó là cholesterol, nôm na là chất béo đấy, thứ hai là cái lecithin và cái muối mật. Khi mà ba cái chất đó mà nó mất cân bằng đi, ví dụ như là cái cholesterol nó tăng cao lên thì nó không đủ để mà trung hòa muối mật và lecithin không đủ trung hòa thì nó đọng lại và nó hình thành lên sỏi túi mật, sỏi cholesterol, và nó thường bám trên cái thành túi mật. Một cái loại sỏi thứ hai đó là sỏi bilirubin, bởi vì trong cái túi mật, đường mật của mình, cái thành phần mật thì nó có một cái chất họ gọi là bilirubin, mà cái loại sỏi này thì nó thường thường là nó liên quan đến cái tình trạng là nhiễm trùng. Yeah. Nhiễm trùng là vi trùng hoặc là giun xá nó chui từ ruột, chui lên đường mật của mình và cuối cùng là có thể là bị sỏi hỗn hợp. Yeah. Có nhiều người là vừa là sỏi sắc tố mật mà cũng là vừa là sỏi cholesterol. Thì cái nguyên nhân mà hình thành nên sỏi mật đó thì nó cũng từ cơ chế hình thành cái mật đó mà nó sinh ra cái sỏi mật, cái sỏi túi mật. Thứ nhất là chế độ ăn uống. Cái chế độ ăn uống của mình nó giàu chất béo, hoặc là có những người không phải ăn nhiều chất béo nhưng mà cái khả năng hấp thụ chất béo của mình nó kém hơn so với người bình thường thì nó cũng dư ra. Thì tình trạng dư đó nó làm mất cân bằng các cái thành phần trong cái dịch mật là gồm cholesterol rồi muối mật rồi lecithin, làm cho nó lắng đọng lại thì nó hình thành nên cái sỏi túi mật. Cái thứ hai là có những người trong một cái hoàn cảnh nào đó mà người ta lại ít ăn, những người mà bị nhiễm trùng đường mật, trong đó là người Việt Nam mình thì hầu hết là giun sán, nó chui ngược từ ruột mình nó chui lên, nó làm cho đường mật nó bị nhiễm trùng thì nó cũng hình thành nên cái sỏi túi mật. Dạ, vậy thì sỏi mật nó sẽ có những cái triệu chứng như thế nào? Đối với lại cái bệnh sỏi túi mật, mình phân ra một cái triệu chứng cấp tính và triệu chứng mãn tính. Mãn tính có nghĩa là nó kéo dài. Và rất nhiều người có sỏi túi mật mà không hề biết mình có sỏi túi mật, nghĩa là nó không có triệu chứng gì. Một người trưởng thành đi, thì trong quá trình mình đi khám bệnh thì thế nào mình cũng có siêu âm bụng. Và siêu âm bụng là một cái hình ảnh cận lâm sàng mà làm cho mình phát hiện sỏi túi mật. Vì vậy mình biết mình bị sỏi túi mật.
Còn ngày xưa không có siêu âm thì rất nhiều người có sỏi túi mật mà không biết mình có sỏi túi mật. Và người bệnh có thể sống với sỏi túi mật đó cho đến già. Còn nếu như mà một triệu chứng mãn tính là người bệnh có những cái cơn đau, đau âm mỉ ở phía trên rốn này và nó lệch qua bên bên phải, và thậm chí có những người nó lan ra sau lưng, nhưng rồi cơn đau đó nó lại thoáng qua, nghĩa là tình trạng viêm đó, nó sưng đó, cơ thể mình nó tự nó phục hồi lại, nó xẹp xuống thì người bệnh lại hết đau, và cái tình trạng đau đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì cũng có những người họ đau trên rốn này và họ cũng có thể là có những cái triệu chứng về tiêu hóa trên, bao gồm mà chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, rồi người ta mua thuốc uống về bao tử thì người ta cũng thấy giảm đi, triệu chứng đó nó lại trôi qua. Thì một người mà có sỏi túi mật thì người ta thống kê rằng là khoảng 25% trong tổng số những người có sỏi túi mật có thể bị viêm túi mật cấp tính. Thì khi viêm túi mật cấp tính là triệu chứng nó rầm rộ hơn và làm cho người bệnh phải vào bệnh viện cấp cứu. Đó là bệnh nhân đau cái phía dưới sườn ở bên phải đây, đau quặn ở đây. Bệnh nhân có thể sốt, và nếu như mà tình trạng viêm đó nó kéo dài khoảng chừng khoa 24 giờ và tình trạng viêm nhiễm đó kéo dài hơn nữa thì bệnh nhân đau dữ dội và mật nó có thể thấm ra ngoài, thì bệnh nhân có thể đau khắp bụng. Và bệnh nhân có những cái biểu hiện của nhiễm trùng, thậm chí là bệnh nhân có tình trạng của tắc mật và biểu hiện vàng da một cách là kín đáo. Thưa bác sĩ, với những người mà họ đã phát hiện mình bị sỏi mật á, thì họ sẽ được điều trị như thế nào? Cái vị trí của viên sỏi nó rất là quan trọng. Nếu cái viên sỏi đó mà nó nằm ngay cái cổ, cái đường ra của cái mật để đổ vào trong cái đường mật, thì đó là một cái vị trí mà bạn phải mổ để cắt bỏ cái túi mật đi. Bởi vì phẫu thuật điều trị sỏi túi mật là phải cắt bỏ túi mật. Thứ hai là nếu như mà bác sĩ siêu âm ra thấy là bạn có sỏi túi mật, nhưng mà cái túi mật của bạn nó chưa có dấu hiệu viêm gì cả, và nó chỉ có một cái viên sỏi đơn lẻ nhỏ thôi, bạn có một lựa chọn là bạn có thể trì hoãn phẫu thuật. Bởi vì 25% người bị sỏi túi mật có viêm túi mật mà thôi, còn trì hoãn thời gian bao lâu thì bác sĩ không dám hứa. Bởi vì tình trạng viêm đó nó có thể nó làm cho tắc nghẽn và có thể bị viêm cấp tính. Trong trường hợp mà bạn có nhiều sỏi và sỏi to thì bạn nên sắp xếp thời gian để mà điều trị phẫu thuật cắt túi mật sớm. Bởi vì khi mà nhiều sỏi và sỏi to, cái chức năng co bóp của túi mật cũng như là cái khả năng viêm cấp tính nó rất là cao. Khi viêm túi mật cấp tính thì phẫu thuật khó hơn. Tình huống thứ ba là khi bác sĩ thu siêu âm thấy cái túi mật của bạn nó đã viêm mạng tính, tức là viêm đi viêm lại nhiều lần lâu ngày, thì thành túi mật nó dày hơn. Rồi thậm chí là xung quanh đó nó có những cái vùng mà nó viêm dính lâu ngày. Tình huống đó là mình nên sắp xếp để phẫu thuật. Sau khi cắt túi mật đi rồi thì dịch mật vẫn được tiết ra bình thường, và dịch mật chạy thẳng vào ống mật và đi vào trong ruột. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì không biết rằng chúng ta có những cái phương pháp nào hay là xây dựng một cái chế độ ăn uống sinh hoạt ra sao để phòng ngừa thật là tốt căn bệnh sỏi mật hay không ạ? Thì là mình cân bằng giữa cái chế độ chất béo và chất xơ. Không nên ăn nhiều cái chất béo quá, nhất là đối với những người mà có cái thể tạng cơ địa mà dễ bị sỏi túi mật, cơ địa 4F, phụ nữ này, phụ nữ trên 40 tuổi này, phụ nữ mà đang mang thai hoặc là sinh sản nhiều đấy. Thì đó là cơ địa của những người mà có thể có nguy cơ bị sỏi túi mật nhiều hơn người khác. Buổi sáng sau khi mình ngủ dậy, khi vệ sinh răng miệng xong, mình uống một miếng nước ấm thì phòng ngừa sỏi túi mật, nó làm kích thích cái dạ dày. Dạ dày mình nó kích thích, nó tiết ra một cái men tiêu hóa. Cái men đó nó làm cho túi mật mình nó bóp cái dịch mật ra, cũng như là cái chế độ ăn uống cân bằng giữa chất béo và rau củ quả thì nó góp phần làm hạn chế được cái sỏi túi mật. Không biết rằng là sau khi nghe những lời khuyên này, nhân vật trong tiểu phẩm Tình huống của chúng ta sẽ quyết định như thế nào, có còn tranh cãi với nhau hay không, thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi nhé. Theo như lời bác sĩ chia sẻ hồi nãy á, dạ, thì ba biết là bây giờ mình phải nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều chất xơ, những cái chất béo mà nó không lành mạnh nên tránh luôn. Với lại không có được giảm cân một cách nhanh chóng mà cũng không được nhịn ăn, cũng không có tốt nữa. Cái vụ mà ăn kiêng của con nó quá đáng như vậy là cũng không đúng. Con biết rồi. Ba, vậy bây giờ mình quyết định là cả nhà mình mỗi năm hoặc là 6 tháng sẽ cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nha ba. Chính xác. Lưu ý giúp phòng ngừa và điều trị sỏi mật nên có một chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc, hạn chế các thực phẩm giàu chất béo bão hòa, nhiều đường, tập thể dục thường xuyên ít nhất 30 phút một ngày và 5 ngày trên một tuần. Kiểm soát tốt cân nặng, tránh thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ sỏi mật, nên đi khám sức khỏe định kỳ để tầm soát bệnh tật và phát hiện sỏi mật, không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ. Rất cảm ơn bác sĩ với những thông tin hữu ích với chương trình ngày hôm nay ạ. Ngọc Nhi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của chúng ta, đó là 12 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.
cháu của con á. Dạ. Cái răng sữa nó lung lay lung lay, nó sắp thay răng rồi. À, vậy là trưởng thành rồi đúng không? Ừ. Là sẽ có răng vĩnh viễn đúng không? Đúng rồi. Mà chị, cái răng chút xíu vậy nè nó lung lay, em nói để em nhổ cho. Trời ơi, đời đem đi bác sĩ gì nha khoa gì đó. Thì đúng rồi, đi bác sĩ đàng hoàng chứ em. Chứ không thôi để sau này lỡ nó xô lệch hàm rồi. Nhưng mà ở dưới quê em nhổ cho mấy đứa nhỏ hoài không có sao. Rồi đi khám bác sĩ ra, bác sĩ mới nói vậy nè. Rồi phải lấy răng như thế nào, trong thời điểm nào là phù hợp nhất.